Cô chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình học trực tuyến bộ môn ngữ văn chính, phân môn tiếng Việt, tiết 4, các phương châm hội thoại. Ở bài này, ngoài việc chúng ta đã được nắm nội dung phương châm về lượng, phương châm về chất, phương châm quan hệ, phương châm cách thức, phương châm lịch sự, biết vận dụng những phương châm này trong giao tiếp. Trước khi vào bài mới, cô sẽ kiểm tra bài cũ. Hãy cho cô biết có bao nhiêu phương châm hội thoại và đó là những phương châm nào. Thưa, có 5 phương châm hội thoại. Đó là những phương châm: 1. Phương châm về lượng, phương châm về chất, phương châm quan hệ, phương châm cách thức và phương châm lịch sự. Cách sử dụng ra sao và tác dụng của mỗi phương châm hội thoại. Phương châm về lượng. Khi giao tiếp, cần nói cho có nội dung. Nội dung của lời nói phải đáp ứng đúng yêu cầu của cuộc giao tiếp, không thiếu, không thừa. Phương châm về chất. Khi giao tiếp, đừng nói những điều mà mình không tin là đúng hay không có bằng chứng xác thực. Về phương châm quan hệ, khi giao tiếp, cần nói đúng vào đề tài giao tiếp, tránh nói lạc đề. Phương châm cách thức, khi giao tiếp, cần chú ý nói ngắn, gọn, rành mạch và tránh cách nói mơ hồ. Và phương châm cuối cùng, phương châm lịch sự. Khi giao tiếp, cần tế nhị và tôn trọng người khác. Giờ đây, cô và các em bước vào bài mới. Các em thân mến, ở tiết trước, các em đã tìm hiểu về 5 phương châm hội thoại. Giờ đây, để hiểu rõ về lý thuyết, chúng ta cùng thực hành bài tập và vận dụng trong giao tiếp hàng ngày. Chúng ta bước vào 4 la mã luyện tập. Phần này, các em sẽ ghi chép vào vở bài tập. Ở tiết trước, chúng ta đã thực hành bài tập 1 và 2, trang số 11. Giờ đây, chúng ta bước vào bài tập 3, trang số 11. Đọc truyện cười sau và cho biết phương châm hội thoại nào đã không được tuân thủ. Có nuôi được không? Một anh, vợ có thai mới hơn 7 tháng mà đã sinh con. Anh ta sợ nuôi không được, gặp ai cũng hỏi. Một người bạn an ủi. Không can gì mà sợ. Bà tôi sinh ra bố tôi cũng đẻ non trước 2 tháng đấy. Anh kia giật mình hỏi lại. Thế à, rồi có nuôi được không? Ở câu trả lời, chúng ta chợt bật cười bởi câu hỏi, rồi có nuôi được không? Người nói đã không tuân thủ phương châm về lượng, hỏi một điều rất thừa. Chúng ta sang bài tập 4, trang số 11. Vận dụng những phương châm hội thoại đã học để giải thích vì sao người nói đôi khi phải dùng những cách diễn đạt như A. Như tôi được biết, tôi tin rằng, nếu tôi không lầm thì tôi nghe nói. Theo tôi nghĩ, hình như là. Với những cách diễn đạt như vậy, chúng ta thấy khi giao tiếp, đừng nói những điều mà mình tin là không đúng hay không có bằng chứng xác thực. Trong nhiều trường hợp, vì một lý do nào đó, người nói muốn đưa ra một nhận định hay truyền đạt một thông tin, nhưng chưa có bằng chứng chắc chắn. Để bảo đảm tuân thủ phương châm về chất, người nói phải dùng những cách nói trên nhằm báo cho người nghe biết
là tính xác thực của nhận định hay thông tin mà mình đưa ra chưa được kiểm chứng. Câu B. Như tôi đã trình bày, như mọi người đều biết. Phương châm về lượng, đòi hỏi khi giao tiếp, cần phải nói cho có nội dung. Nội dung của lời nói phải đúng như yêu cầu của giao tiếp, không thiếu, không thừa. Khi nói một điều mà người nói nghĩ là người nghe đã biết rồi, thì người nói đã không tuân thủ phương châm về lượng. Trong giao tiếp, đôi khi để nhấn mạnh hay để chuyển ý, dẫn ý, người nói cần nhắc lại một nội dung nào đó đã nói hay giả định là mọi người đều biết. Khi đó, để đảm bảo phương châm về lượng, người nói phải dùng những cách nói trên nhằm báo cho người nghe biết là việc nhắc lại nội dung đã cũ là do chủ ý của người nói. Chúng ta bước sang bài tập 5, trang số 11. Giải thích nghĩa của các thành ngữ sau và cho biết những thành ngữ này có liên quan đến phương châm hội thoại nào. Đầu tiên là thành ngữ ăn đơm nói đặc. Có nghĩa vu khống, đặt điều, bịa chuyện cho người khác. Ăn ốc nói mò là nói không có căn cứ. Ăn không nói có là vu khống, bịa đặt. Cãi chày, cãi cối là cố tranh cãi nhưng không có lý lẽ gì cả. Khua môi, múa mép là nói năng ba hoa, khoát lát, phô trương. Nói rơi, nói chuột là nói lăng nhăng, linh tinh, không xác thực. Hứa hưu, hứa vượng, hứa để được lòng rồi không thực hiện lời hứa. Tất cả các câu thành ngữ trên đều liên quan đến phương châm về chất. Chúng ta quan sát một bài tập khác. Bài tập 3, trang số 23. Nói dịu nhẹ như khen, nhưng thật ra là mỉa mai chê trách. Là nói gì? Đó là nói mát. Nói trước lời mà người khác chưa kịp nói. Đó là nói hớt. Nói nhằm châm chọc điều không hay của người khác một cách cố ý. Đó là nói móc. Nói chen vào chuyện của người trên khi không được hỏi đến. Là nói leo. Và cuối cùng, nói rành mạch, cặn kẽ, có trước có sau. Là nói ra đầu, ra đũa. Vậy mỗi từ ngữ trên chỉ cách nói liên quan đến phương châm hội thoại nào? Chúng ta nhận ra A, B, C, D là phương châm lịch sự và E là phương châm cách thức. Bài tập 4, trang 23 và 24. Vận dụng những phương châm hội thoại đã học để giải thích vì sao người nói đôi khi phải dùng những cách nói như. Nhân tiện đây xin hỏi. Người nói chuẩn bị hỏi về một vấn đề không đúng vào đề tài hai người đang trao đổi và tránh để người nghe hiểu là mình không tuân thủ phương châm quan hệ. Người nói đã dùng cách diễn đạt trên.
Câu B. Cực chẳng đã. Tôi phải nói. Tôi nói điều này có gì không phải anh bỏ qua cho. Biết là làm anh không vui nhưng... Xin lỗi, có thể anh không hài lòng. Nhưng tôi cũng phải thành thật mà nói là... Với những cách nói trên, vì một lý do nào đó, người nói phải nói một điều có thể sẽ làm tổn thương thể diện của người đối thoại. Và để giảm nhẹ ảnh hưởng và tuân thủ phương châm lịch sự, người nói sẽ dùng những cách diễn đạt này. C. Đừng nói leo. Đừng ngắt lời như thế. Đừng nói cái giọng đó với tôi. Những cách nói này báo hiệu cho người đối thoại biết là người đó không tuân thủ phương châm lịch sự và phải chấm dứt sự không tuân thủ đó. Bài tập 5, trang 24. Giải thích nghĩa của các thành ngữ sau và cho biết mỗi thành ngữ liên quan đến phương châm hội thoại nào. Nói bâm, nói bổ, nói bóp chát, xỉ sói, thô bạo. Đó là phương châm lịch sự. Nói như đấm vào tai. Là nói mạnh, trái ý người khác, khó tiếp thu. Đây cũng là phương châm lịch sự. Điều nặng, tiếng nhẹ. Nói trách móc, chỉ trích. Phương châm lịch sự. Nửa ức, nửa mỡ. Nói mập mờ, ẩm ờ. Không nói ra hết ý. Đây là phương châm cách thức. Mồm loa mép giải. Lắm lời, đanh đá. Nói ác người khác. Phương châm lịch sự. Đánh trúng lãng. Lãng re. Né tránh, không muốn tham dự một việc nào đó. Không muốn đề cập đến một vấn đề nào đó mà người đối thoại đang trao đổi. Đây là phương châm quan hệ. Nói như dùi đục, chấm mắm cấy. Nói không khéo. Thô cọc, thiếu tế nhị. Đây là phương châm lịch sự. Chúng ta vừa hoàn tất xong phần bài tập. Giờ đây, các em sẽ ghi lại phần hướng dẫn về nhà. Chúng ta xem lại bài học và bài tập. Xem trước bài, các phương châm hội thoại tiếp theo. Trả lời các câu hỏi ở sách giáo khoa, trang 36, 37 và 38. Các em thân mến, cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các em trong những tiết học tiếp theo. Chúc các em luôn khỏe để theo dõi và học bài trực tuyến cho tốt nhé. Thân ái chào các em.